Chào các bạn. Hôm nay Tám mới đem xe đi ra ngoài chỗ sửa xe nè. Trời ơi, các bạn biết sao không? Ngày hôm qua Tám đi á, hồi để lên xe thì kể coi, nó bong rồi kìa. Nó bong rồi luôn. Các bạn biết sao không? Bây giờ chị Ly á, bây giờ Tám đâu có đi xe, để xe cho chị Ly chứ đi. Ly chỉ đi, nhưng mà hôm qua cái chị mới nói với Tám sao không? Không phải, hôm qua là Tám gọi, Tám nói trời ơi, em cổng cần xe 2 giờ, có gì chị Ly chạy qua giùm em đi, tại lúc đó cũng gần trễ rồi, chạy qua giùm em đi, xong rồi em chở chị Ly về, xong rồi em lấy xe em đi. Rồi cái chị Ly chị nói mới chở ba đi bệnh viện về mà đi trên freeway á, nó bung cái dè bẩn xe ra luôn á. Tại vì á, tại chỉ nói là ai ai gọi chết mồ chỗ rửa sửa xe. Alo. Dạ dạ chưa chị ơi, dealer hồi nãy em nói chuyện với nó kêu cái order mình vô rồi, nó tưởng đâu là bữa nay nó mang ra, nhưng mà nó check hàng trong kho, nó kêu cái bumper của mình còn bị bác order, chưa có cái bumper mới về chị. Chết cha rồi, giờ sao? Bây giờ cái xe của chị đó, chị có thể chạy xuống em bắt cái bumper lại cho chị, để chị chạy nó khỏi phải bị bung không? Thì đó, nó chạy nó muốn đúng rồi, cho nên chị chạy xuống đi rồi em bắt lại cho nó hẳn hoi để chạy cho nó an toàn. Tại thường thường nó kêu bác order, tại vì bỏ vô từ bữa rồi, nó kêu là bữa nay nó gửi ra, nhưng mà nhiều khi đồ hàng nó bị bác order á, là mình chưa có cái ngày chính xác để mà chị bỏ cái nó gửi về tới cho mình, cho nên chị chạy xuống đi rồi em bắt cái bumper lại cho nó sát vô để em để chạy cái xe cho nó an toàn. Dạ giờ em chạy ra luôn nha. Dạ chạy okay. Ra luôn đi, em bắt lại cho chị. Okay, dạ anh, bye anh. Dạ dạ, dạ cảm ơn. Dạ dạ bye. Dạ Ké ơi, con đi về đi con ơi. Hả? Con đi về đi, tại vì bây giờ gần xe nói hàng chưa có tới, cho nên là con đừng đi theo mẹ, con đi về đi. Mẹ ra mẹ nhờ cái chú đó bắt cái bumper lại cho nó, đừng có xúc ra, rồi mẹ đi về khỏi có chở mẹ về. Dạ yeah. Rồi con đi về đi nha. Cái gì ngộ vậy trời? Thì đó, nãy gọi xong tự nhiên giờ cái người ta gọi lại, người ta nói mẹ mới nghe điện thoại xong nè. Ok vậy nha, bye Két. Trời ơi, tội nghiệp bé Két, bắt nó dậy sớm để ra chở Tấm về. Tấm mới nói là thôi sớm quá, thôi mẹ đi bộ về cũng được, con khỏi có dậy chở mẹ đi, tại vì mới có 8 giờ à, nó dậy rồi hồi 7:30 nó tắm rửa này kia đó. Bây giờ 8 giờ tao mấy, 8 giờ mấy nó hồi để dậy chở mẹ đi, mẹ về cái xong trời giờ kêu nó đi về. Rồi mà quá trời lâu luôn các bạn, bây giờ order hàng để sửa xe lâu quá trời lâu luôn. Cho nên cái chỗ mà sửa xe người ta đâu có hàng đâu mà đem xe mình ra, cho nên mình cứ không có xe mình đi, mình cứ lấy cái xe này mình đi. Cái xong cái Quang đang kể cái vụ chị Cam Ly, chị mới nói là trời đi thôi đừng có đi, không có được đâu nha, xe bây giờ không có đi được nữa. Nó ủa sao vậy? Cái chị mới nói là bây giờ đi hả, nãy chị đi ra freeway á, nó muốn tróc cái bẩn ra luôn, tại vì cái gió nó ngược, cái nó thổi cái bẩn ngược lại á, cho nên nó mình mà đi nhanh á là nó bay cái bẩn ra đằng sau luôn, nó bay luôn, sợ là vậy đó. Cái xong Tám mới nói chết mồ rồi, bây giờ làm sao? Nhưng mà em cũng phải đi, giờ đâu có xe đâu đi, mà đi gần thôi, chắc đi chậm, nó gần thì cũng gần ở gành rô á, mà thì đi chậm chứ đừng có đi nhanh thì nó sẽ bị không có đi freeway đó. Cái nó ok vậy được, cái chị Ly mới đem xe qua cho Tám. Cái Tám đi thì đâu có nhiều lúc mình đâu có để ý, mình đi thì mình đi thôi, mình nhớ là mình sẽ đi chậm, tại vì mình đi ở đường trong, mình không có đi freeway, nhưng mà mình trong đầu mình không có cái thói quen là mình đi chậm thì mình ra đường mình phải đi đúng tốc độ, đúng không?
Trời ơi, vừa đang đi, đi tự nhiên cái nó nghe tiếng bạc 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 bạc. Ủa, nhìn ra cái hậu thấy cái bẩn á nó bay về là bạc 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 nè, nó không chưa có bung lên nhưng mà nó kêu bạc bạc bạc. Trời hết hồn cái dí luôn. Hi, trời mày đi chậm lại, mà đi chậm á thì cái xe đằng sau, sợ cái xe đằng sau nó la, mà mình cũng phải không có dám đi nhanh. Trời cái bò 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 vô cái len trong, mà tại vì cái đường đó cái len nó cũng có một cái len nè, cho nên trời đi mà cứ cứ nhìn 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 sau, sợ sợ cái bửng nó bay ra, mà đi nhanh thì không dám đi nhanh, mà đi chậm thì sợ sau nó chửi. Cái ráng 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 cuối cùng cũng đi đến nơi rồi, đi về cũng đi từ từ về đó, rồi xong mới gọi cái anh mà sửa xe nè, anh mới nói là trời ơi, hàng chưa có về, để coi cho nó nào mà mình này, anh nói order hàng chưa có cho nên không có kêu mình ra đó. Cái xong mới nói là trời ơi, bây giờ nếu mà vậy xe đâu mà đi, tại vì cái xe này nếu mà để mà nó đi vậy hả, nó bung cái bẩn ra là khỏi, không biết sao mà sửa. Cái ảnh mới kêu thôi giờ đem ra đi để coi coi hàng về kịp á thì chạy sửa liền. Ai ngờ đâu giờ bữa nay đem ra thì ảnh gọi ảnh nói như vậy. Bless you, it sorry. Rồi đi xuống coi. Đây tắm sửa xe ở đây đây. Nó hả miệng ra kìa. Miệng ra là gió nó ngược chiều là nó sẽ bung ra nè, không nó bung chút rồi nè, nhưng mà tao nghĩ chắc nó không bung hết cái bẩn nổi đâu. Bung sao nổi mà bung, trời sáng hôm nay rất là lạnh nhưng mà nó đã nắng lên rồi, nhưng mà nó lạnh lắm. Bên này nữa nè, bên này nó cũng bung luôn. Mà bên này bung chắc đi gió phi quay không sao, tại vì đằng trước nó bung thì mình chạy tới thì gió nó đi 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 xuôi, nó không có bị ngược cái gió nó bung cái này ra. Anh sửa xe, anh lấy xe tám, anh chạy qua bên kia anh làm cho tám đó. Sao mà bị bung hết vậy ta? Thổi hả? Dạ. Mới đây mà anh gắn cái bẩn vô được rồi nè, hay không? Gắn vô nè các bạn, đập 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 cái nó gắn vô, còn ở dưới nó còn hở hở chút xíu, hay không? Lấy cái máy sấy này nè, máy sấy 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 cái chỗ lục lõm lỗ vô đó, sấy 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 chập cái tự nó phồng cái lỗ đó ra, cảnh vỗ 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 cái xong cái nó gắn vô. Được không? Mà tao không dám quay, nghề nghiệp người ta mà ai đi quay, nên tao không có quay. Ghê không? Ghê không? Ghê không? Ghê không? Ghê thiệt. Hồi nãy là cái xe của tám nó lủng một lỗ ngay đây luôn á, hõm hõm lỗ bự lắm á, giờ hết à ha. Thank you.
gắn cho nó cứng rồi mình đi nó không bung ra ha. Nó bắt cho nó chặt, nó khỏi bung ra. Ủa mà cái đồ gì hư trong này mà phải order lâu? Cái này. Ủa vậy hả? Cái này nguyên cái miếng này mình mua luôn. Thay miếng luôn. Này mình cũng thay luôn. Ủa vậy hả? Dạ mình mua hai cái này. Tại nó bị rách á. Mấy cái chỗ mà bắt ốc á nó rách hết rồi. Cho nên nó mới bung ra như vậy. Dạ. Cái còn sửa thì rất là nhanh, nhưng mà thường thường mấy cái này là nó rách hết rồi, không có sửa bắt lại nó không có chắc. Ảnh thấy coi như là thay hết hai cái miếng đó luôn. Mà ảnh nói là order lâu lắm, từ ngày dịch tới giờ order hàng không có nhanh. Lúc mà trước dịch đó, thì order một ngày là có liền, bây giờ hả, order có khi cả tháng mới có liền. Tùy theo đồ order. Cái này thì không sao ha anh. Mà em phải bắt kim cho nó chắc. Cái này nó tạo mấy clip mũ không à, cho nên nhiều khi mình cạ nhẹ cái nó bị bung ra. Dạ. Tại em vô thên cái đường cái lề á, em cạ cái lề chút xíu mà nó bung á. Xúc ốc luôn ha anh. Xong rồi hả anh? cũng đỡ. Biết bị gì đó. Ok. Rồi cái kia nó về tới cái em gọi cho chị ha. Dạ. Rồi. Chắc khoảng bao lâu anh? Thường thường em sẽ check rồi xong em update cho chị. Dạ, tại vì nhiều khi nó hứa em giống như bữa nay nó hứa nó mang tới. Cái mình gọi lại nó kêu hàng chưa tới. Đó, cho nên nhưng mà tại vì thường thường á mình cũng order nó đồ almost everyday đồ của ta. Cho nên lúc nào mình gọi mình cũng hỏi nó hết. Dạ có cái em gọi cho chị hay liền. Rồi. Dạ. Cảm ơn anh nha. Dạ, em bye anh. Dạ dạ dạ. Rồi xong. Anh làm lại nó yên tâm, mình chạy mình không có sợ, bao lâu sửa cũng được nữa. Mà ảnh mới nói á, ảnh nói là bây giờ order hàng á rất là khó, mà có hồi đó một ngày là có rồi, order hàng để sửa xe á, bây giờ á hả cả tháng luôn á. Tháng mới có hàng luôn á, cho nên nhất là ảnh nói nhất là hàng của những cái xe mới mà nó hư á là order lâu lắm, cho nên ảnh nói lý do tại sao mà mình mua xe mới bây giờ không có là vậy á, mà tại vì không biết tại sao mà hồi nãy ảnh nói là tại vì từ lúc mà dịch á rồi người ta đóng cửa hãng xưởng á, chứ là không có ai làm hết á, đóng cửa hãng xưởng cho nên ít người làm, với lại không có hàng luôn, người ta không có công nhân làm cho nên người ta đâu có hàng. Hàng chi mà nghe nói order xe mới này kia đó là cả năm luôn á mới có xe. Hồi lúc trước mình mua có liền ha, nguy hiểm quá. Bây giờ mình về nhà ông ngoại chơi. Mình về nhà ông ngoại mình thăm ông ngoại một cái. Bữa nay chắc tao cái con mắt ông ngoại đỡ rồi, có gọi ngoại hỏi thăm hoài à. Mà nghe nói ông ngoại á vui lắm. À, chị Ly kể á, chị nói
Trời ơi, bữa thơ đem đồ ăn qua, rồi ăn xong hết rồi mà cứ nói là con thơ sao nó không đem đồ ăn qua cho tao. Nó đem đồ ăn qua. Mà bữa đó Tám cũng đâu nói Tám đem đồ ăn, nhưng mà bữa đó tự nhiên Tám cũng đem qua đồ ăn quá trời luôn. Tám đem qua mà nhà bà ngoại thì đang nói chuyện thoại, chị Ly thì ở trong toilet, rồi chị Bảy thì không biết ở đâu, mà ông ngoại thì ngủ trong phòng đóng cửa. Cho nên là Tám đem qua Tám không thấy ai, không có ai hết. Xong Tám để đồ ăn đó, Tám đi về để chạy, phải không? Cái xong mà chị Ly kể ông ngoại, ông nói là thơ nó không có đem qua, mà chị Ly đem đồ ăn ra. Chị Ly nói đây nè, ăn rồi nè, nó đem qua rồi, ăn xong hết rồi nè. Mà ông ngoại cũng không chịu, ông ngoại nói là không có, nó chưa có đem qua. Xong qua chị Bảy, chị nói với Tám á, lúc mà Tám gọi điện thoại cho chị Bảy hỏi thăm á, cái xong chị Bảy nói lần sau á có đi đâu á thì phải qua chào ông ngoại một tiếng, chứ không ngoại giận. Nói trời, có mà, có chào mà, có nói mà, thấy không? Ông ngoại giận á, ông ngoại nói là đi để đi mà không có chào ông ngoại. Thôi đi vô, bây giờ đi vô thăm thằng cái. Chào mẹ. Con chào mẹ. Ủa? À, cắp ly, cắp má, cắp ba. Morning. Ủa giờ đi bộ hả má? Đi bộ hả? Ừ. Đi bộ. Gì sơ trễ vậy? Ôm cái. Đẹp quá. Hình như bộ ngay hả? Dạ. Ba, khỏe không ba? Khỏe chứ. Dạ. Đây. Ok, rồi. Đây, rằng nói, mấy ba đi được một cái rưỡi số. Đi một cái rưỡi số luôn hả? Dạ, cũng vậy. Vậy hả? Ừ. Cực khổ lắm. Ừ. Ngày mai ba ngâm xuống một chút để cho cái nước muối nó vô chân. Khi nay nằm hết rồi. Dạ. Trời ơi. Ủa, con này mất điện thoại đang đi tìm rồi. Ai? Nga Hương. Hương mất điện thoại hả? Chắc để ở nhà, quên để ở nhà. Ờ. Trời ơi, con coi ba làm sao rồi. Đợi lắm, đợi lắm. Ờ, hết đau rồi hả ba? Hết đau lâu rồi đúng không? Gần hết cái này rồi. Ừ. Gần hết cái này, cái này. Ừ. Hết rồi. Đâu còn cái là, cũng rơi tí đó. Mình đừng không rờ. Dạ. Bác sĩ nó đừng có rờ để là tự nhiên rớt xuống. Con nghe chị Bảy nói ba gỡ đúng không? Không, rờ. Mà gỡ là nó ấy á. Đâu con coi. Ừ, sao vẫn còn mày. Đi vui. Vui ba. À. Đâu ba mở mắt ra con coi còn sưng ba. Sưng mà không đau thì quan trọng là. Con mắt ok rồi, có mắt được không bình thường rồi đó ba. Mọi khi này rồi đau chưa hết đau. Ừ, hết rồi nhưng mà nó còn mày. Con chứ con không dùng rơ. Ừ. Trên này bật nhiêu rồi này. Dạ. Rồi bây giờ con đi xe chứ tại đây. Con đi xe của con đậu. Đi xe không qua gì sợ. Đi cái rầm. Mấy chiếc bụi của không lên đến á. Mà đùng chứ người ta là một cái damage bị bôi thương á. Dạ. Rồi đi chậm của bà mới thương. Đúng. Trời rồi. Dễ sợ quá. Mới đùng cả là mình damage cho người ta rồi. Ừ. Ác luôn. Tôi phải đứng lại mất 7 tiếng hồ nữa. Bồi thương rồi, ăn kẹt đồ chắc. Con lấy xe. Rồi bây giờ đi. Ok rồi ba, cái xe con làm lại cho nó chắc lại rồi. Nó nghe nồi hoài vậy. Thì làm rồi. À. Bây giờ làm mới, con mới đi làm lại đó, gắn lại cho nó chắc rồi đi được thôi chứ chưa có sửa. À. Chừng nào có đồ mới sửa. À, con nói vui lắm. Thì thơ gửi toàn thể gia đình tài sản cho con rồi, bố chắc gửi gì rồi. Chị đã gửi tài sản toàn thể gia đình cho con rồi. Ai? Con Hương. Hương nào? Con Hương con ở với con. Vậy hả? Chị thôi bây giờ giao hết tài sản. Ủa? Chưa hết tài sản. Giao hết tài sản cho vậy Hương hả? Ủa chứ Hương đi đâu? Không biết, chị nói đó. Chiều qua người ấy nói cười chứ. Thì bây giờ còn cái là, bây giờ khi nào chị thơ về. Trời không biết chị nói vậy đó, chị không biết khi nào về. Trời ơi, tức cười. Rồi đeo kiến vô đi ba.
Còn cái nắng ở đây ok hả? Bây phơi nắng ở đây cũng được nè. Ở đây quá trời nắng luôn. Đúng rồi. Nguy hiểm á. Bây giờ với bụi nữa ba. Khánh, Khánh đi đâu rồi? Trả con Khánh. Khánh á. Chị Khánh đó hả? À, đi đâu? Chị Khánh ở nhà. Ủa, nhà nó à? Dạ. Ủa, rồi con đi đâu? Đi xe đâu? Xe con đậu trong parking á. Ô trời. Đỡ đau chân hả ba? Bây giờ hết hết ẩm rồi, khi nào ẩm lắm. Ừ. Để hoài. Muốn đi mà để hoài để mãi khi nào hết thôi. Dạ. Trời hôm qua đi vất vả quá. Hôm qua đi vất vả hả? Ừ. Sao vậy? Gạo đưa như cái thuốc cũng thao để đưa cho ba rồi. À, hôm qua là đi khám bác sĩ về bệnh gao. Ừ, như cái thứ thuốc mà ba mẹ đưa ra đó, toàn là thuốc con cũng thao là đưa cách đây một năm rồi. Ở Việt Nam có người về rồi. Ừ. Nó cười cười chết. Thế tôi cũng cảm ơn rồi. Thế bây giờ ba nói là hai tuần để trở lối mà nghiên cứu được cả thuốc gì giống nhau cả. Ừ. Không có cái gì khác hả? Có từng lạ ngồi. Trời hôm qua hát cái bài mình Hello Studio trong hát vui lắm. Hôm qua hả? À, ngồi hát con tháo đó. Hỏi bây giờ còn cái lời thằng còn mấy cái bài mà cái thằng hát cái bài này Viens le soir descend ra ra ri ra ri la 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 rồi cũng thơ hát bài này hay lắm. Còn lấy nó hát chỗ lấy con giáo á. À bác sĩ Lãng gọi điện thoại cho ba hả? Hát hả? Rồi hát bài Hello đang nhớ lâu mấy chục năm rồi kìa. Dạ. Rồi ra bác ngồi con nhớ à? Trời ơi, nhớ tao mới kêu Lãng đấy chứ. Được hát mạnh lắm. Ừ. Được. Hắn nghe. Bác sĩ Lãng còn khỏe mà. Hắn mới có 91. Ba hát còn mạnh nữa, huống chi bác sĩ Lãng. Lúc mới yếu rồi. Yếu đồ yếu, ba hát quá trời mạnh luôn. Con tao, thằng ngồi, ông bê lên rồi chuyện rồi. Bê lên rồi. Ông ngoài còn hát dữ lắm. Ông tháo này, ông ấy yếu siêu rồi hát cái gì nữa. Bê lên rồi. Bê lên nào? Ông, à, con chứ bê lên. Bê lên hả? Bê lên nó nói chuyện thao nào. Bê lên nói tiếng Anh với nhau là bê lên làm gì đâu đó. Mà nói hồi nào, bê lên qua đây hả? Không, đâu có. Nói điện thoại bữa, hả? Bữa có... có con tháo à, ở trên xe hả? À, bữa ngồi à, đây dạ. Trời cười cười chết đi. Nói ông cháu ông ngoại ông hét lên nó tôi to lắm. À, hàng nói hàng làm người nghe đó sao có thể theo nghề rồi luôn hàng nói đó. Ừ. Mà nghe lõm nữa. Nghe lõm mà. À, bà mơ có một cái là hàng có cái thân làng có cái vết lông. Ừ. Để bà nội mà. Đặng cho bài cho bạc nghe bài tôi đừng bài viếng lên soi đấy xong là ngoài ba ngồi buồn ngồi khó chịu ghê mình nhớ bên ngoài nhớ nữa hả đòi cứ viếng là mẹ con nhớ ai mà tất cả kỹ quá mà mình có quyền trách móc lúc vậy đó mà Chúa dạy cho mình đó đừng trách móc ai đừng cá tụng thì tốt mà đừng chế ai thì ha chị bảy à, Chúa sẽ ở đây nè thôi đó nắng mà nắng à. Thân đi nhiều mà không có chi thay đổi ha hả đâu có gì thay đổi quá mực giá rồi trời ơi vui quá ê hôm qua hát mạnh ghê đó. Hôm bữa con đem đồ ăn tới xong rồi con thấy ba đóng cửa ngủ rồi xong con đi về. Alo. Hello, hai chị Cám Thơ. Dạ. Hai chị em Trang. Hồi lúc trước em có trước cái có email thách chị cái vụ mà thuốc đó em không biết chị có chưa. Ồ bây giờ chưa có hàng. Ồ lâu dữ em thách chị trước cái lúc mà cái promotion vậy hả? Cái mua 3 tặng 1. Trời ơi quá trời lâu rồi mà chưa có hàng bây giờ hết hàng rồi. Giờ đang đợi hàng về á. Lâu dữ vậy hả chị? Ừ. Rồi khi chị có biết khi nào không? Chưa biết nữa bữa giờ hàng khách hỏi mà cũng đâu dám trả lời.
trả lời lỡ rồi rồi nó không có làm sao, tại vì cái dạo này hàng hóa chậm chạp lắm. Dạ. Nó hiếm á, nó làm dạ. không có kịp á, cho nên nó hẹn mình mà mình cũng không có dám hẹn khách nữa. Dạ. Rồi có gì gì có thì tấm báo cho nha. Dạ, rồi okay, cảm ơn chị. Chắc lâu lâu em gọi. Dạ dạ, dạ dạ dạ, cảm ơn chị nha. Bye bye. Con đi chờ đúng ba không? Con có đi chờ đúng ba. Ba muốn sao? Ba muốn mua gì? Con mua cho. Mua lồng đám. Ok, con mua cho. Chỗ nào? Bữa nay con để con mua với con đi thẳng. À. Bữa nay kêu đó. Wow. Bây giờ con đi mua nha. Để tiền thì đi luôn. Đi bây giờ con đâu có làm gì đâu. Về con lấy đồ con đi bưu điện gửi. À, chỉ là hai cái hũ đồ 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 nan ăn quá rồi vì con thao tuổi nó mới đến đó. Ừ. Thao tuổi nó mới đến những chút con đi mua cho con đi chợ Long Ba ăn, mua cho ba muốn ăn gì nữa không con mua luôn sẵn đi luôn. À, chắc là chừng nào còn gì bánh bột lọc đó. Bánh bột lọc à, mua chục cái thôi. Ba muốn ăn bánh bột lọc kiểu nào? Kiểu của nó ngon đó. Kiểu trong lá hay là trong ở ngoài bánh ít bột lọc trần hay là trong lá? Trong lá ha. Dạ kêu vậy. Bánh bột lọc trong lá ha. Đó, mình lột lại ăn. Chỗ đó luôn phải không? Mình đổ một chục cái thôi á. Dạ, chỗ chợ Đông Ba thôi đúng không? Phải mua thêm cho Ly với má với chị Bảy ăn chứ chục cái rồi có một mình ba ăn à. Ha. Sáng nay con ăn chứ chưa? Chưa, à. Con chưa ăn gì. Ủa chứ không ai cũng đi ra. Con phải nhà lại điện thoại. Đi rồi. Trời nói thôi con đi, con à. Đi mua ha. À, cảm ơn con đi. Trời không về nói điện thoại. Ô chị Tha, chị Thơ giao tài sản, đồng sản chị giao cho hết con. Trời cho nên con không biết đi đâu. Con không biết, nhưng mà lại đi đâu đó. cười chết. Chọc ba hả? Ừ, nói thật kinh mà. Rồi con đi quán kẹt đó. Quán kẹt ở nhà. Thật chết đi đó. Không biết. Có lại lâu á. Con là thật thà muốn nói. Chị thật thà. Chị Bảy đi. Ơi. Bây giờ em đi mua bánh bột lọc với nem cho ba rồi. Có cần muối gì em mua luôn nè. Có cần mua gì đồ ăn đồ gì không? Vậy giờ con đi nha ba. Chào mẹ con đi. Má. Má làm gì vậy má? Má làm gì vậy? Mặc áo khoác đẹp vậy? Bông be quá vậy. À lên chân cho. Ủa cái cổ sao hở vậy? Thì em lấy cái áo cởi cái áo kia ra nó vậy. Trời ơi lạnh lắm á. Khăn bỏ cái khăn trong tại vì nó ướt hết được mặt. Bữa giờ má ngủ được má? Đêm nay tự nhiên ngủ được. Một da dày cái thích luôn. Rồi mấy đêm trước ngủ được không? Bên qua đem qua là ngủ không được thôi hả? Trời đất ơi, để con đem bánh bột lọc cho ba. Ba ơi. Đây, con mua 20 cái đó. Con tính mua 30 cái mà con sợ má la. Con mua có 20 cái à. Bánh bột lọc lá nè. Bánh bột lọc mua 20 cái ba mà đến nào luôn đó. Rồi bánh nem được một chút nữa. Nem cũng còn cho má. Còn 2 lọ cho mấy? 3 lọ. Ba nhiều quá. Trước khi con đi là trước khi chị Ly qua là con có nói với ba là ba, chừng nào chị Ly qua là con không có qua đó nha ba. Ba xong ba quên mất tiền. Rồi luôn, rồi lúc nào? Có, nói lúc mà chị Ly chưa qua luôn. À. Chừng nào Ly về con mới qua. Nhưng mà Ly còn ở đây con vẫn qua nè, ba thấy không? À, ba ơi, bữa đó được. Tại vì con lê hàng ngoại. Trời, đi đâu? Ông ngoại, đi đâu ngoại, cũng là chị Tơ cả. Mua đồ chị
là chị Thơ cao rồi, mày sướng vậy mà không nói gì nữa. Ủa em sướng đại con nó cho bá ăn thì sướng cái gì? Cười. Đi quên con nói quên hai con mía rồi bà. Bình mía hả? Cũng có hai cả để ai ăn mất. Bánh đĩa sầu riêng chay. Ồ, gói nè. Ai ăn chay? Nam Mô Di Phật nè. Chắc có bác. Bác lá bánh mía để ba lấy chay lại. Chứ loài nó cả đi. Chay. Đồ của ba lấy. Bánh đĩa sầu riêng chay. Đây nha. Bye bye bạn. Còn quên chi không? Không. Bye bye bạn nha. Cô lấy nãy mấy trong quán ăn không? Không, là... Của ba mà. Bye bye ba nha. À, con nói đi. Kẹt có cái hình gì mà chụp hai đứa dạy ba đó. Nó kẹt cho ba một cái. Để anh hỏi coi nó không biết gì ta. Không. Cũng có chi ngoài. Kẹt có một cái. Ok ba nha. Bye ba. Bye nha má. Con đi về nha má. Đầy đủ rồi con ơi. Lại đi về được rồi. Bye bye đi nè. Con chào ba. Ta chắc bạn đi. Chào các bạn và bạn fan của con Thơ. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.